Khơi dậy trí tưởng tượng của bạn với ổ cứng SSD WD SN580 NVMe PCI Gen4, một sản phẩm ổ cứng tầm trung với hiệu năng vượt trội, chuyên sử dụng cho những người làm tác vụ cao như gaming, đồ họa và content creator. Hãy cùng chung khám phá những trải nghiệm ngập tràn công nghệ cùng ưu đãi và giá cực tốt tại Hacom. Ổ cứng SSD WD SN580 kích thước nhỏ gọn, các bạn có thể dễ dàng lắp đặt trên mọi nền tảng từ PC cho đến laptop. Với tốc độ đọc ghi là 4150 mb giây giúp chúng ta load game và sao chép dữ liệu nhanh hơn. Mình vừa mới lắp chiếc ổ cứng WD SN580 này vào một bộ PC văn phòng thì bây giờ mình sẽ thực hiện cho mọi người hai bài test. Bài test thứ nhất bằng phần mềm Crystal mark Mình đã test sẵn rồi. Như các bạn đã thấy, chiếc ổ cứng này đang được có cái tốc độ đọc ghi là 3753 mê trên dây một con số khá là cao trên những bộ PC văn phòng. Và thứ hai là mình sẽ cóp một cái file game nặng. Cái file game này nó đang là 3,6 GB. Đó, như các bạn đã thấy thì cái thời gian mà mình copy file này nó đang rơi vào tầm 8 giây Đọc đang là gần 500 mê trên giây Với cái thời gian như vậy các bạn sẽ cóp những cái file game hoặc là những cái file Media rất là nặng, có một cái thời gian nhanh hoàn toàn vượt trội Chỉ gần 3 triệu đồng, các bạn có thể sở hữu được chiếc ổ cứng WLi SN580 này Với tất cả các nhu cầu làm việc mà không lo máy bị chậm và thiếu dung lượng nữa Sản phẩm được bảo hành 5 năm Hãy follow kênh của Hacom để cùng chung unbox những sản phẩm công nghệ mới nhất Review những siêu phẩm, giải pháp công nghệ và lối sống